xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông giám đốc bắt thằng bé ăn mày liếm chân mới cho 100 ngàn, nhưng nó nói một câu khiến ông xấu hổ cả đời. Từ ngày mẹ mất, anh em Hòa phải đi lang thang kiếm sống vì bố hay rượu chè cờ bạc, cứ hễ về đến nhà là lại đánh đập con cái, bắt chúng kiếm tiền cho ông tiêu xài. Sợ hãi quá nên hai anh em rủ nhau trốn đi. Mấy ngày đầu hai đứa đói meo, bụng lúc nào cũng cồn cào. Hễ đi qua hàng ăn, chúng lại nuốt nước bọt ừng ực vì thèm. Cũng may có mấy người bán trong, họ thương nên hôm thì họ cho ít xôi, hôm lại cho cái bánh. Hai anh em ăn đỡ qua ngày. Nhìn hai đứa bé lang thang, một đứa tầm 5 tuổi, một đứa tầm 8 tuổi, ai cũng xót xa. Đêm đêm hai đứa chui gầm cầu ngủ, nhiều đêm thằng nhỏ nói với anh. Anh ơi, em nhớ mẹ quá, nếu giờ mẹ còn sống thì tốt anh nhỉ? Ừ, anh cũng nhớ mẹ lắm. Thôi ngủ đi, anh canh cho. Nhìn hai anh em nương tựa vào nhau, ai cũng xót xa chạnh lòng. Ở các thành phố này hoàn cảnh như hai đứa không ít. Mỗi ngày trôi qua với chúng đều là một ngày dài. Thứ chúng luôn khao khát là muốn được no cái bụng ấm cái thân. Và điều xa xỉ hơn là một mái nhà. Hòa bắt đầu làm quen với việc đi ăn xin. Ai cho gì cậu cũng nhận. Có hôm cậu xin vào rửa bát thuê cho một cửa hàng, chỉ để xin cơm ăn cho hai anh em. Có hôm cậu đi nhặt đồng nát. Cuộc sống không có mẹ khiến cậu khôn hơn mỗi ngày. Đó là quy luật sinh tồn. Đứa em nhỏ khờ dại ngày nào cũng lẻo đẻo theo anh, nhìn mặt mũi nó đỏ ửng lên đem luốc. Ở cái tuổi của chúng, biết bao đứa trẻ con còn được uống sữa, được bố mẹ nẫng trên tay. Vậy mà hai anh em lại chẳng được hưởng những điều tốt đẹp đó. Nhiều lúc đi qua cổng trường, Hòa ôm em nhìn thẫn thờ vào trong. Hồi mẹ còn sống cậu cũng được đi học như các bạn, nhưng mẹ mất, bố cậu không chịu nuôi và không cho đi học, nên cậu đành phải nghỉ. Nhớ hồi đó, mỗi lúc cậu được giấy khen, mẹ đều thưởng cho cậu chiếc bánh bao thơm phức. Nhưng giờ điều đó chẳng còn, bỗng dưng Hòa bật khóc. Cậu em thấy vậy liền ngây ngô hỏi, anh ơi sao anh khóc, anh đói bụng mà. À không đâu em, anh không sao, mình đi lượm ve chai tiếp đi, trời sắp tối rồi. Cậu em ngơ ngác đi theo, trông hai đứa nhỏ lầm lũi tội nghiệp. Tối đó cậu dắt em đi xin ăn, gặp mấy người đang nhậu ở một quán ven đường. Thấy mấy người ăn mặc sang trọng, Hòa liền mạnh bạo đến xin vài nghìn tiền lẻ mua cơm cho em. Cậu nói rất từ tốn, rồi bỗng dưng một người nhìn giàu có nhất trong số họ đưa tay ra hiệu bảo Hòa đến gần, rồi tự nhổ nước bọt lên dài mình nói, mày liếm chỗ này đi, tao sẽ cho mày 100 nghìn. Nghe ông nói vậy, có người phá lên cười, ủng hộ, có người nhăn nhó khó chịu. Liếm đi, mày cược nó có liếm không? Dĩ nhiên là liếm rồi, bọn này thì có tiền là bất chấp. Ông ta nhìn cậu đầy thách thức kiêu ngạo. Sao, 100 nghìn còn chê hả? Tao hào phóng cho mày 200 nghìn đó, mày liếm đi, liếm sạch chỗ này coi. Hòa đứng lẩm nhẩm, nếu có 200 nghìn, cậu và em trai có thể dùng mua rất nhiều bữa cơm. Mấy người giàu có xem anh em cậu như trò tiêu khiển. Có người còn bảo, bọn này toàn lừa đảo thôi, cho nó tiền chỉ có phí. Khi cậu em níu tay anh rồi nói, anh ơi em đói bụng quá. Hòa nhìn em với ánh mắt đầy tội nghiệp, rồi quay sang chỗ mấy người đang chờ chực mình quỳ gối để liếm bãi nước bọt. Cậu từ từ tiến đến. Có mấy người thấy vậy liền vỗ đùi đen đét, đó mày thấy chưa, nó sẽ liếm mà. Ông giám đốc kia nhìn cười cợt thỏa mãn, nhưng rồi bỗng dưng Hòa cất tiếng. Xin lỗi ông cứ giữ lại số tiền đó đi. Bọn cháu tuy là trẻ mồ côi phải lang thang ăn mày, nhưng bọn cháu có lòng tự trọng. Hồi còn sống mẹ cháu dạy như thế, nếu mẹ cháu biết cháu quỳ gối và liếm bãi nước bọt kia, chắc mẹ cháu buồn lắm. Ông có con chắc cũng không muốn con mình phải làm vậy đúng không? Cháu xin lỗi vì đã làm phiền các ông nhậu, nhưng cháu muốn các ông hiểu bọn cháu không phải lừa đảo đâu. Hòa gạt nước mắt rồi cậu nắm tay em đi. Còn mấy người đàn ông kia cứ đờ người ra, gã giám đốc khách dịch đó xấu hổ vô cùng. Họ có học vị, địa vị, có tiền, cư xử không bằng một đứa trẻ. Thấy cậu bé nói thế, mấy người bên cạnh vỗ tay tán thưởng. Hay, có chí khí, lại đây cô chú cho tiền. Hòa ngoái lại thấy mấy người đang ăn uống đó, vẫy tay lại, cậu cũng quay lại. Hầu như ai ăn ở quán đó cũng cho anh em cậu tiền. Người nào ít thì 5 ngàn, 10 ngàn, người thì 20 ngàn hoặc hơn. Cậu cảm ơn họ rối rít rồi nắm tay em đi mua cơm. Cả giám đốc và mấy người bạn cay cú xấu hổ nên giải tán sớm. Suốt chặng đường về, câu nói của cậu khiến ông suy nghĩ mãi. Đó có lẽ là những bài học cho những kẻ giàu có hay khinh những thân phận thấp kém hơn mình. Đừng nghĩ những người nghèo khổ không có lòng tự trọng, đôi khi bạn giàu nhưng cư xử chưa chắc bằng họ đâu. Vậy nên xin đừng có khinh ai.
Vua vợ bằng bát phở 30.000, 5 năm sau nhờ cô ấy mà tôi trở thành tỷ phú. Quý vị thính giả thân mến, sau 5 năm kết hôn, mua vợ bằng một bát phở giá 30.000 đồng, mà giờ đây một thằng công nhân quèn như tôi đã trở thành tỷ phú và có công ty riêng nhờ cách kiếm tiền của cô vợ nhạt này. Tôi, một thằng đàn ông đã 32 tuổi, hình thức cũng ổn, công việc lương đủ sống, vậy mà cứ yêu cô nào là bị cô ấy cắm sừng mới nhục chứ. Chả hiểu cái số tôi lại khổ, lận đận đường tình duyên đến thế. Chán đời, tối nào tôi cũng ra quán bia của thằng bạn nhậu đến khuya mới về cho bớt cô đơn. Cuối tuần, thay vì đi nhậu, tôi lên thành phố, mua ít đồ về chuẩn bị giỗ mẹ. Vào thăm người quen với đi mua đồ, nên mãi hơn 9 giờ tối tôi mới về. Trời thì mưa rét đường trơn, nên ai cũng vội vã về nhà thật nhanh. Đang đi bất chợt tôi gặp một cô gái ăn mặc phong phanh, người ướt sũng ngồi ở vệ đường, ngựa nón xin tiền, nhưng chẳng ai dừng lại cho cô ta lấy một đồng. Tính tôi vốn thương người nên gặp trường hợp đó, tôi vội đổ lại hỏi chuyện cô ta. Này, cô gái, cô cầm tiền rồi vào chỗ có mái che trú mưa đi, người cô ướt hết rồi. Tôi đói lắm, anh có thể mua cho tôi một bát phở không? Tôi đã nhịn ăn 2 ngày nay rồi. Được, cô lên xe đi. Cô sao lại ra nông nổi thế này chứ, nhìn tội quá. Đưa cô gái đó đi tìm quán phở mà lượn hết đường này đến đường kia mới thấy có một quán mở. Gọi cho cô ấy một bát, tiện thể tôi cũng ăn luôn cho cô ta đỡ ngại. Nhìn cô ấy ăn một phát hết tô phở, tôi cũng đành hỏi chuyện để cô ấy ăn. Ăn xong cô ta liền bảo tôi: cảm ơn anh, tôi sẽ trả ơn cho anh chuyện này. Trả ơn gì chứ, tôi mời cô bát phở thôi mà. Cô không phải ngại đâu, nhà cô đâu để tôi đưa về. Tôi không có nhà. Không có nhà, bố mẹ cô đâu? Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn. Cùng theo đó công ty của bố tôi phá sản, ngân hàng người ta tịch thu tất cả tài sản, và giờ tôi phải ra đường để đi ăn xin đã hơn tuần nay rồi. Anh có vợ hay người yêu gì chưa? Tôi chưa, tôi vẫn ế. Tội nghiệp cô thật đó. Vẫn vậy thì tốt rồi, tôi lấy anh hoặc cho anh cái ngàn vàng này của tôi để trả ơn nha. Anh có thể chọn một trong hai đi. Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi có mời cô mỗi bát phở thôi mà, đâu đến mức phải trả ơn. Nếu anh không cưới tôi cũng không biết đi đâu về đâu nữa. Anh có thể cho tôi một mái nhà được, chỗ dựa được không? Biết là yêu cầu này hơi quá, nhưng tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả ơn anh. Nếu anh thấy khó thì thôi vậy. Được, tôi sẽ cưới cô về làm vợ. Dù sao tôi cũng ế và không muốn yêu tìm hiểu ai nữa. Ngày đêm đó, tôi đưa cô gái đó về nhà xin phép bố mẹ cho làm đám cưới luôn. Biết tôi mang một cô gái không rõ lai lịch về, ông bà không đồng ý, nhưng một thời gian sau cô ấy ở nhà tôi, bố mẹ lại hiểu và quý cô ấy vô cùng mà cho hai đứa cưới luôn. Lấy nhau về, cô vợ nhặt ấy khiến tôi bất ngờ lắm, không những là người vợ đảm đang, còn dâu ngoan mà vợ tôi lại giỏi tính toán này nọ. Hồi đấy gần nhà tôi có cần tiền bán khu vườn 3 mẫu bỏ hoang với giá rẻ mạt, vợ liền bảo tôi lấy hết 200 triệu tiền tiết kiệm ra mua và cải tạo quy hoạch khu đất đấy thành mô hình vườn ao chuồng. Thấy cái mảnh đất cằn cỗi ấy không có khả năng sinh ra lợi nhuận, tôi ngần ngừ không đồng ý, nhưng sau khi nghe vợ phân tích thì tôi tán thành bỏ tiền ra mua. May làm kinh tế bằng mô hình vườn ao chuồng đó, thu về lợi nhuận khá ổn. Ai cũng bảo vợ tôi tính toán giỏi, làm ăn thật đấy. Ấy vậy mà đùng một cái, khu 3 mẫu đất đấy của nhà tôi vào diện quy hoạch làm khu công nghiệp, được đền bù gần cả 100 tỷ, khiến cho tôi choáng váng, mừng rớt cả nước mắt, không ngờ vợ tôi lại có tài làm ăn như vậy. Sau 5 năm kết hôn, mua vợ bằng một bát phở giá 30.000 đồng, mà giờ đây tôi đã trở thành tỷ phú và có công ty riêng nhờ cô vợ giỏi giang của mình. Sau 5 năm vợ đã giúp thằng công nhân quèn như tôi trở thành một tỷ phú một cách bất ngờ thế này. Giờ nhìn cơ ngơ tiền tỷ của mình, tôi thầm cảm ơn vợ và nghĩ quyết định may mắn nhất của đời tôi là hôm đó, đưa vợ vào ăn phở và lấy cô ấy. Chuyện thật như đùa, nó như một giấc mơ khiến cho tôi hạnh phúc và tự hào vì người vợ nhỏ bé nhưng giỏi giang của mình vô cùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.